Theo nội dung của hóa đơn mua vào số 541 mua máy chấm công của công ty An Phát với số lượng là 5 chiếc, đơn giá là 5.950.000 đồng. Hình thức thanh toán theo như trên hóa đơn là bằng chuyển khoản, cho qua công nợ phải trả cho nhà cung cấp. Để hạch toán được nội dung của hóa đơn thì các bạn phải xác định được máy chấm công này đơn vị mua về để sử dụng hay là hàng hóa mà đơn vị mua về để bán cho khách hàng. Trong trường hợp mua về để sử dụng do đơn giá lớn, máy chấm công này các bạn phải đưa vào công cụ dụng cụ để phân bổ dần và đưa vào chi phí. Còn theo nội dung của giáo trình thì đơn vị mua về và xuất bán cho khách hàng. Do đó máy chấm công này sẽ là hàng hóa của đơn vị. Các bạn sẽ đưa vào tài khoản 156 với bút toán nợ cho tài khoản 156 theo thông tư 133 hoặc 1561 theo thông tư 200 để phản ánh làm tăng kho hàng hóa. Nợ cho tài khoản 1331 phản ánh thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ là 10%. Và có cho tài khoản 331 làm tăng công nợ phải trả cho nhà cung cấp. Các bạn sẽ thực hiện hạch toán trên phần mềm như sau. Vào phân hệ mua hàng, chọn chứng từ mua hàng hóa. Và đây là hàng hóa mà đơn vị mua về nhập kho. Do đó, chúng ta phải nhớ chọn một nhỏ để phần mềm cập nhật phiếu nhập kho. Phản ánh hình thức là chưa thanh toán. Đây là hóa đơn giá trị gia tăng. Do đó, các bạn phải tích chọn nhận kèm hóa đơn để thể hiện top hóa đơn vào phần top thuế. Ở phần phiếu nhập kho, các bạn sẽ điền thông tin của nhà cung cấp là công ty An Phát với nội dung mua máy chấm công. Sửa lại ngày hạch toán căn cứ theo nội dung của hóa đơn ngày 10 tháng 1 năm tài chính. Phần mềm sẽ tự động cập nhật toàn bộ các thông tin sang phần tab hóa đơn và các bạn sẽ điền hóa đơn số 541. Điền xong toàn bộ phần thông tin chung, các bạn sẽ xuống phần một nhỏ. Ở phần mã hàng, chúng ta sẽ tích vào phần dấu cộng để khai báo. Với phần mã này thì các bạn sẽ điền làm sao để chúng ta dễ dàng theo dõi. Tên thì chúng ta sẽ căn cứ vào nội dung của hóa đơn. Tính chất ở đây các bạn sẽ để là vật tư hàng hóa để phần mềm phản ánh phần kho ngầm định và tài khoản kho. Nhóm chúng ta sẽ tích chọn là hàng hóa và nhấn đồng ý. Đơn vị tính chính ở đây là chiếc. Các bạn sẽ chọn kho ngầm định là kho 156. Để có được kho ngầm định này thì các bạn sẽ tích vào phần dấu cộng để chúng ta thực hiện khai báo. Bao gồm mã và tên kho hàng hóa. Và ở phần tài khoản kho này chúng ta sẽ để là tài khoản 156 với thông tư 133 hoặc 1561 theo thông tư 200. Các bạn phải nhớ chọn tài khoản kho để khi thực hiện hạch toán phần mềm sẽ tự động cập nhật bút toán nợ cho tài khoản 156 và các bạn sẽ nhấn cất. Đối với hàng hóa khi đơn vị mua về và xuất bán thì chúng ta sẽ ghi nhận vào doanh thu của tài khoản 5111 tương ứng với giá vốn. Phản ánh chi phí vào tài khoản 6321 giá vốn của hàng hóa. Với thuế suất thì các bạn sẽ điền là 10% và chúng ta sẽ nhấn cất. Thì ở các hóa đơn sau, nếu đơn vị có phát sinh thêm các nội dung liên quan đến mua máy chấm công thì các bạn cũng chỉ cần chọn lại đúng mã mà chúng ta đã thực hiện khai báo. Phản ánh đưa vào kho hàng hóa với bút toán nợ cho tài khoản 156, nợ cho tài khoản 1331 và có cho tài khoản 331 do chúng ta đã tích vào hình thức là chưa thanh toán. Số lượng mua về là 5 chiếc, đơn giá nhập kho 5.950.000 đồng. Ở phần 2 nhỏ top thuế các bạn sẽ kiểm tra lại phần trăm thuế suất, căn cứ theo nội dung của hóa đơn, kiểm tra lại tài khoản thuế giá trị gia tăng và ở nhóm hàng hóa dịch vụ mua vào này các bạn lưu ý không được xóa hoặc sửa lại để tránh khi lên tờ khai, phần mềm không cập nhật. Kiểm tra lại toàn bộ nội dung và tổng số tiền phải trả cho nhà cung cấp 32.725.000 đồng. Phải bằng tổng số tiền thể hiện trên hóa đơn. Thực hiện đúng rồi thì các bạn sẽ nhấn cất để hoàn thành nghiệp vụ. Phản ánh nội dung hạch toán hóa đơn mua hàng hóa số 541 trên phần mềm kế toán MISA.